Chào các bạn, hôm nay anh Phi lại tới với các bạn qua những đoạn clip về giới thiệu về tay đua ngân hà. Và cái mẫu kế tiếp anh Phi sẽ lắp ráp sẽ là hai mẫu 2506 và 2507. 2506 đó chính là ngựa một sừng phiên bản 250. Phiên bản 2220 thì nó lại có màu xanh lá ha các bạn ha. Nhưng mà phiên bản 250 thì nó có màu tím và xen đỏ nâu. Và ở đây chính là dơi cánh đen, và hôm nay anh Phi sẽ thực hiện hai clip cùng một lúc luôn. Và anh Phi hy vọng là sẽ đủ thời gian để up lên để trong ngày hôm nay các em kịp xem. Và đây là những cái sản phẩm anh đã ráp rồi. Do nó không, cái bàn làm việc của anh Phi nó khá nhỏ, nó không đủ không gian, cho nên anh Phi gom về một cái chỗ. Cũng giống như cách mà anh Phi đang chia sẻ với các bạn, có thể chúng ta giữ là những cái hộp này để chúng ta chứa những cái xe này cho nó gọn ha. Còn nếu ai có những được cái những cái kệ kiến đẹp thì các bạn có thể là trưng bày lên trên đó, nó có đèn đẹp hơn ha các bạn ha. Và bây giờ anh Phi sẽ tiến hành khui cái hộp 2506 ngựa một sừng phiên bản 2506 ha. Rồi các bạn chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ khui cái hộp hàng này ra và chúng ta sẽ bắt đầu ráp. Và trước khi ráp, anh Phi cũng chia sẻ một số cái kinh nghiệm. Có một số bạn comment trên YouTube rằng là ủa sao em ráp xong rồi gắn pin vô nó không chạy, hoặc gắn pin vào nó chạy ngược, hoặc gắn vào rồi nó đủ thứ trên đời. Thì các bạn sẽ phải xem lại cái kỹ thuật ráp, và các bạn nhất là các bạn xem về các cái ngàm pin, rồi khi gắn motor vào nó có bị nó có tiếp xúc được các cái mảnh đồng hay không. Rồi tiếp tục cái nữa là khi cái bánh răng các bạn ráp nó có thon thả hay không, hay là nó quá cứng, quá khít, cho nên là nó sẽ cũng không chạy được, tại vì cái motor lúc đó nó sẽ không quay được vì nó kẹt kính cứng. Và hôm nay khi ráp anh Phi cũng sẽ lưu ý tụi em các em cái phần đó ha các em ha. Và bây giờ anh Phi sẽ tiến hành ráp, mà trước khi ráp anh Phi đi rửa tay cái đã, hồi nãy giờ chuẩn bị cái tay nó hơi dơ. Rồi các bạn chờ anh Phi chút xíu nha. Rồi sau khi rửa tay sạch sẽ xong xuôi rồi, và liên kế bên anh Phi luôn luôn sẽ có một cái khăn để khi anh Phi cần thiết thì anh Phi lau cái tay của mình, bởi vì anh Phi sẽ tiếp xúc với những cái chất như những cái như là mỡ bò đồ này nọ ha các bạn ha. Rồi anh Phi sẽ khui cái hộp hàng này ra, và anh Phi đã cắt băng keo sẵn hết rồi ha các bạn ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ khui cái này ra, và tương vẫn vậy sẽ là những cái bộ phụ kiện của chúng ta. Vỏ bánh xe nè ha. Rồi niềng xe nè, đây là niềng xe ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cây kềm cắt móng tay thần thánh của anh Phi. Hôm nay anh Phi vẫn sử dụng cây kềm này ha. Anh Phi đang lên kế hoạch đi mua một cây kềm mới. Cái kềm đó gọi là cái kềm cắt chân diode đó các bạn, dùng cho bên lắp ráp linh kiện điện tử á, nó sẽ bén hơn và nó cái mỏ nó nhọn hơn, nó dễ cắt hơn. Nhưng mà anh Phi thấy rằng cái kềm mà cắt móng tay này nó vẫn sử dụng tốt chán, cho nên anh Phi lười đi mua cây kềm kia quá ha. Rồi xong cái phần này, và anh Phi sẽ tháo cái bánh răng ra. Đây là cái bánh răng chuyển. Khi ráp cái bánh răng chuyển này nó cũng sẽ quyết định một số cái vấn đề về nó có chạy hay không ha các bạn ha. Và bây giờ hôm nay thì anh Phi vẫn ráp cái bánh răng xe, cho bánh xe là bánh răng lớn, và bánh răng nhỏ anh Phi sẽ cho qua cái hộp đồ nghề dự trữ của anh Phi. Và tất nhiên là nó sẽ có một cái bánh răng motor nữa, mà không biết để đâu rồi, nãy giờ để đâu rồi. Đây bánh răng motor. Tại sao cái bánh răng motor này nó có cái màu xanh? Bởi vì cái hộp này nó bị hở ra, và nó cái này nè, cái phần này nó bị văng mất cái bánh răng này đi, cho nên là anh Phi phải mượn một cái bánh răng xanh của bản thân của trong cái hộp phụ kiện của anh Phi để anh Phi thế vào. Và bây giờ anh Phi sẽ dùng kéo anh Phi cắt ra ha. Đấy, dùng kéo các bạn, bớt dùng dao nha. Khi các bạn lắp ráp ra hai cái rờ le đồng này, các bạn hơi đẩy lên chút xíu để nó tiếp cận vô cho nó dễ, khi chúng ta để xuống nó ăn vô cái rờ le đồng còn phần còn lại phía dưới, nếu không á là nhiều khi nó cũng hở mạch, nó không chạy đâu hết các bạn ha. Rồi đây là cái bịch mỡ bò anh sẽ không cắt ra đâu, nó dính tay rất là dơ ha. Và anh Phi sẽ bỏ cái lớp này qua một bên, và anh Phi sẽ cắt những cái rờ le đồng này ra, chút nó ra ha. Rồi đây là những con ốc vít. Các bạn nếu các bạn muốn làm giống như anh Phi là cắt ra hết, thì ít nhất các bạn phải rành, hoặc là các bạn phải mở cái clip ngay trước mắt các bạn, và tới đâu các bạn chạy tới đó các bạn xem. Và các bạn phải xem kỹ những cái phần lưu ý của anh Phi nha, tại vì những cái phần lưu ý đó các bạn có thể ráp thành hình một chiếc xe một cách dễ dàng. Nhưng các bạn không xem qua những phần lưu ý, có thể các bạn sẽ phải mày mò một cái khoảng thời gian khá dài để chiếc xe của chúng ta nó chạy một cách bình thường. Và tất nhiên là trong mỗi một cái bộ sản phẩm đều có hướng dẫn nè,
rồi thẻ nè và những cái catalog nhỏ nữa. Thì cái hướng dẫn này là những cái hướng dẫn chuẩn mực, và các bạn ráp theo hướng dẫn này thì cũng sẽ ok thôi. Nhưng mà anh Phi thuộc cách ráp rồi cho nên anh Phi ráp thoải mái. Nhưng vấn đề còn lại là những cái lưu ý mà anh Phi lưu ý các bạn, bởi vì thời gian đầu tiên anh Phi ráp anh Phi cũng đụng những vấn đề như vậy. Không phải là anh Phi ráp vô nó chạy liền đâu các bạn. Khi đưa cái dòng hàng này về kho, đưa về cho bên anh Phi đã phải ráp mẫu rất là nhiều rồi. Và khi mà anh Phi ráp vô nó không chạy là chuyện bình thường. Các bạn đừng thấy đó là một điều bất thường, bởi vì đây là những cái sản phẩm lắp ráp và nó dính tới cái việc là phải chạy, phải có motor. Cho nên đó là các bạn phải luôn luôn xem những cái lưu ý. Nó không phải như những cái thần xe siêu tốc đâu các bạn. Thần xe siêu tốc do nó rút kinh nghiệm từ những cái đợt đồ chơi khác, cho nên khi lắp ráp thần xe siêu tốc nó trở thành những cái mảng lớn. Nó cái bộ motor nó khá lớn và nó đi kèm với bánh răng luôn, chứ nó không để các bạn phải tự ráp bánh răng như vậy. Cho nên nó làm theo anh thấy thì cái bộ tay đua ngân hà này nó có cái tính chất lắp ráp nó chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn, và nó khuyến khích các bạn sử dụng đôi tai và cái những cái đôi mắt nhìn và phân tích ha. Anh thấy nó sẽ khuyến khích, nó sẽ góp thêm cái phần kỹ năng phát triển trong việc sử dụng đôi tai, rồi mắt nhìn và những cái lập luận trong đầu các bạn nhiều hơn là chiếc xe thần xe đại chiến nữa đó các bạn. Không phải vì anh Phi đang lắp ráp những cái mảnh này mà anh Phi marketing cho nó, mà không phải như vậy. Anh Phi đứng trên cơ sở là một người lắp ráp, anh Phi thấy như vậy. Tại vì thần xe đại chiến thì nó chỉ cấu tạo chỉ nó khoảng 5-6 phần thôi, và khi ráp vô thì cực kỳ đơn giản. Cái đó nó chỉ dùng để ráp và chơi thôi. Còn những cái này thì chúng ta sẽ ráp và chúng ta sẽ chiêm nghiệm được những cái nào. Chẳng hạn như cùng một chiếc xe, nhưng mà khi chúng ta ráp theo kiểu này và khi chúng ta khi cân chỉnh theo kiểu này thì chiếc xe nó sẽ chạy êm hơn, nó mượt hơn. Khi chúng ta cân chỉnh theo kiểu khác thì nó sẽ chạy gồ hơn, cái tiếng máy nó lớn hơn chẳng hạn. Đó là những cái phần mà gọi là thành công hoặc là thất bại trong cái việc ráp của chúng ta. Thành hình một chiếc xe thì chuyện đơn giản rồi. Các bạn theo dõi những đoạn clip hôm nay thì đây là một cái chuyện cực kỳ đơn giản, không có gì là khó khăn với các bạn hết. Các bạn sẽ ráp thành hình, nhưng để ráp thành hình rồi để cân đối sao cho nó chạy nhanh hơn, nó mượt mà hơn, đó mới là cái mà anh Phi muốn nói tới cho các bạn. Giống như các bạn học toán vậy, học 5 điểm thì cũng là qua môn, học 6 điểm thì cũng qua môn, học 7 điểm cũng là qua môn, học 9 điểm cũng qua môn, học 10 điểm cũng qua môn. Nhưng những cái con số điểm nó tuy là nó không là vấn đề gì hết đối với việc học tập của các bạn, bởi vì các bạn sẽ có một cái thời gian rất là dài để học hỏi và hoàn thiện. Nhưng qua đó các bạn cũng sẽ thấy được rằng là con biết rồi và biết tới đâu và có thuần thục hay không nữa. Giống như là các bạn chơi game vậy đó, có bạn thì level 10, có bạn level 20, có bạn level 50, cùng chơi cùng một khoảng thời gian, nhưng bạn nào nắm bắt tốt hơn thì có thể bạn đó đi nhanh hơn chẳng hạn. Còn cái chuyện mà dùng tiền hay là dùng cái cách để hack game thì anh Huy không có khuyến khích các bạn làm điều đó. Bởi vì các bạn làm điều đó thì khi các bạn mạnh lên thì cũng chỉ là ảo tưởng thôi ha. Các bạn hack cái game đó để các bạn lên cái level thì các bạn dùng một cái cách gọi là không có chính quy. Giống như trong câu chuyện này, nếu chúng ta không tự ráp chiếc xe này mà chúng ta nhờ ba mẹ ráp, nhờ anh ráp nguyên con mà chúng ta chỉ biết cầm lên chơi thì nó cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa hết. Chúng ta phải tự ráp mần mò. Ít nhất qua cái thời gian ráp này các bạn có thể tách được khỏi cái máy tính của các bạn, tách khỏi cái việc nhìn lên máy tính, nhìn lên những cái điện thoại của các bạn và tránh cái chuyện cái cặp mắt của các bạn ngày càng yếu đi. Hôm nay là anh Phi cũng đã 40 tuổi rồi, nhưng mà 38 tuổi, nhưng mà cặp mắt của anh Phi cũng còn khá tốt, chưa mang mắt kiến nha các bạn nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu anh Phi sẽ tiến hành ráp đây. Và chúng ta sẽ đi từ cái đuôi đi. Hôm nay đi từ cái đầu rồi, giờ chúng ta sẽ đi từ cái đuôi chúng ta đi lên ha. Bây giờ anh Phi sẽ ráp cái hệ bánh răng trước khi ráp cái đầu này. Hôm nay các bạn thấy anh Phi ráp cái đầu xong rồi mới ráp vô đây. Bây giờ anh Phi sẽ đi ngược lại. Và tất nhiên là khi ráp hệ bánh răng thì chúng ta cho cái bánh răng, cái mặt răng quay về phía trong, xuống ngay cái hõm này ha. Rồi, ngay cái hõm này. Rồi, anh Phi dùng từ nó nghiêng về miền Nam chút xíu. Nếu các bạn nào đang ở miền Trung và miền Bắc đó thì thông cảm cho anh Phi nhé. Tại vì anh Phi là người miền Tây cho nên anh Phi dùng những cái từ đôi lúc ở trong này, ở ngoài Bắc các bạn sẽ tự hỏi, ủa anh Phi đang nói cái gì vậy? Cho nên các bạn thông cảm, đôi lúc vùng miền nó có những từ ngữ khác nhau. Đây, bắt đầu anh Phi sẽ cho những cái miếng nhựa chêm vào để nó lấp đầy những cái khoảng trống ở đây.
Đó, sau khi chêm vô thì nó có khoảng trống ở đây nè các bạn ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cho những cái miếng nhựa lắp vô, và tất nhiên sau khi cho những cái miếng nhựa lắp vô xong thì anh Phi cũng sẽ cho những cái miếng đồng chống nhiệt. Cho những miếng đồng chống nhiệt. Rồi đây là những cái miếng đồng chống nhiệt đó các bạn ha, nhỏ chiếu trên tay anh Phi nè ha. Rồi anh Phi cho vào trong này, luôn luôn anh Phi xỏ cái cây vô trước để làm một cái trục để cho nó đừng có bị méo qua méo lại, tại vì anh Phi từng ráp không có cái trục này rồi nó méo qua xéo lại, anh Phi không có ráp được ha. Rồi anh Phi cho hai miếng hai bên vào là kể như xong đó các bạn ha. Rồi để tránh cái tình trạng cái cây này nó chạy qua chạy lại rớt cái bánh răng này ra thì anh Phi sẽ cho cái bánh này vào. Ngày xưa là anh Phi để xuống vậy nè, anh Phi lấy búa anh Phi dỗ riết là nó lủng qua bên này luôn cho hư luôn ha. Còn bây giờ anh Phi đơn giản hơn, anh Phi để vào hai bánh hai bên rồi anh Phi lắc từ từ. À, vừa đè vừa lắc từ từ. Rồi xong. Các bạn xoay thử, đó nó quay như vậy là hợp lý ha các bạn ha. Đó, nó quay như vậy là hợp lý, cho nó vô miếng nữa. Rồi đây. Nó quay như vậy là hợp lý, nó không bị kẹp bánh răng nè. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ ráp bánh răng chuyển. Đây là cái ốc tán, cái cây đinh tán nè các bạn không? Thấy cái đầu tán đâu giống đầu đinh không? Rồi anh Phi sẽ xỏ từ cái bánh nhỏ qua ha. Rồi anh Phi sẽ có một cái miếng gọi là miếng chêm. Đây là miếng chêm ha. Và tất nhiên là anh Phi sẽ xỏ từ cái phía dày hơn. Này là dày hơn nè, bên này nó mỏng hơn nè, nó có một cái gù ra, gù dày hơn, và anh Phi sẽ xỏ qua cho tới khi nó bằng mặt với bên này. Nó bằng mặt với bên này, cái cây ti nó bằng mặt với bên này ha. Rồi và anh Phi sẽ thử, cầm anh Phi thử coi bánh răng nó quay đều không, nó không có bị kẹt. Rồi như vậy là ổn. Rồi anh Phi sẽ bỏ vào cái khe ở đây, bỏ vào cái khe. Và tất nhiên là anh Phi sẽ dùng tay anh Phi đẩy xuống, còn nếu không thì các bạn nếu ở nhà có những con vít như vậy thì các bạn để vô nghe đây nè, ngay cái chữ Y của nó nè, ngay cái U nè, các bạn kèm mình đẩy xuống nè, ngón cái các bạn đẩy xuống nè, nó xong đó, nó quay thấy không, nó cũng tương đối có một cái độ kẹt nhất định, sau khi các bạn ráp vô các bạn quay nó không còn xuyên nữa ha. Và điều này là chúng ta phải nó tương đối thôi, nó đừng có bị kẹt cứng quá tay mà cũng không có lỏng quá được đâu, tại vì khi ráp vô là bánh răng nó ăn với nhau thì nó sẽ là như vậy, các bạn chạy một thời gian thì chỗ này nó mới trơn tru được. Rồi và bây giờ anh Phi sẽ ráp bánh đồng, ráp motor, và tất nhiên là anh Phi sẽ gắn cái bánh răng này vào. Rồi nếu các bạn có đủ lực tay thì các bạn đẩy vào, còn nếu không thì để nó xuống cái mặt bàn cứng nào đó, dùng tay ấn ở trên để tránh cái cục đen này nè, cái phần sau của motor này rớt ra, ấn ha. Rồi xong, cái khi cái ti sắt nó vô tới đây là bằng mấy mí này là ok. Rồi bây giờ anh Phi sẽ để lên, nhưng trước khi để lên thì nó phải còn hai cái rờ le đồng, các bạn lưu ý chỗ này, nếu nó không có hai cái rờ le đồng này nó sẽ không có chuyển cái điện qua được ha. Và anh Phi sẽ dùng tay anh Phi đặt vô ha. Sau khi đặt vô xong thì anh Phi ấn nhẹ xuống, nếu các em sợ đứt tay thì các em lấy cái đầu vít các em đẩy nhẹ xuống ha. À, sau khi lắp ráp xong cái bánh đồng nó sẽ nằm như vậy ha. À, nó có cái gù vô nè. Và trước hết á, anh Phi cũng sẽ chỉ các bạn nhìn kỹ chút xíu, đây nó có phải dấu hiệu về viên pin ha, cái dấu hiệu về viên pin mà nhớ bỏ đúng đầu pin nhé. Rồi đây, tương ứng ở đây ha. Rồi xong, anh Phi ráp xong cái rờ le đồng và anh Phi sẽ để cái motor lên ha. Và khi để motor lên anh Phi cũng phải kiểm tra một chút ít ở chỗ này đây, anh Phi focus lại cho các em xem nhé. Đây khỏi focus đi, nó chẳng rồi các bạn, anh Phi lấy cái này anh Phi chỉ nè, cái bánh răng chúng ta nó chỗ này nó có một cái dòng nè, thấy không, nó không có suông như bên này, mà cái dòng này nó ăn xuống cái bánh răng lớn này là sao không có quay được, cho nên khi nếu các bạn đẩy cái bánh răng này vô tới đây mà nó vẫn còn ăn thì đẩy vô sâu thêm chút nữa ha các bạn ha. Ha, đẩy vô sâu thêm chút nữa để nó tránh cái tình trạng là nó ăn vô hai cái này, nó ăn vô nó sẽ không quay được, mà ngay thời điểm này là ok nè, quay như vậy là ok nè. Rồi bây giờ anh Phi sẽ làm ráp cái nắp đậy, đây là cái nắp đậy. Rồi cái nắp đậy nó có thêm cái phụ kiện của nắp đậy nữa, nếu các em không ráp cái này thì cái này nó sẽ không đẩy cái motor xuống, không kèm cái motor lại và rất là khó để nó quay. Và khi ráp cái bánh nắp này thì nó có hai cái lỗ hai bên nè, nó tương ứng với hai cái này ha, nó nằm như vậy luôn nè, nhưng mà mình từ dưới mình đẩy lên ha. Rồi anh Phi lật ngược lại cho dễ làm ha. Rồi anh Phi đẩy xéo vô nè, và anh Phi lấy tay anh Phi đẩy nhẹ xuống nghe cái cốc không. Rồi cái cốc này là nó ăn ngàm, nó chưa cốc nhưng chúng mình nó gãy nha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ ráp cái này vô. Ráp cái này vô cũng cả một vấn đề đó, những ai chưa quen thì khó ráp lắm,
nó sẽ nhảy nhảy cái motor đó ra ngoài ha. Anh Phi đẩy xuống nè, anh Phi cái đầu gù nè, thấy không, đây nè cái đầu gù nè, nó ăn vô cái lỗ này, nhưng mà không phải để vô là nó ăn đâu, mình phải dùng tay, dùng cái ngón nè, dùng ngón cái kềm nè, dùng ngón trỏ kềm nè, đẩy nè, thấy không, đẩy không, đẩy ngay cái cốc xuống, thấy không, và đảm bảo cái motor trong này nó nằm đúng vị trí của nó ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đẩy xuống từ từ, cốc một bên nè, cốc một bên nữa nè là xong, thấy không. Rồi xong rồi đó các bạn, rồi xong cái phần sau và hai cái cục đồng này nó hở ra rồi nè, thấy không. Rồi để nó tiếp hai viên pin, và trong này nó có hình hai viên pin à, để mà các bạn bỏ đúng cái hình theo viên pin này để nó chạy tới nha. Còn bạn muốn chạy lùi thì trở viên pin này lại, trở viên pin này lại. Rồi anh Vi sẽ tiếp tục ráp ở phía trên à, trước hết là anh Vi sẽ ráp cái rơ le đồng phần trên. Đây là cái rơ le đồng phần trên à, mỗi thứ mỗi một bộ nó có một cái thôi nha, đừng có bỏ mất nha. Nè các bạn thấy ha, rồi le đồng sau khi nằm vô nó sẽ là như thế này ha. Rồi anh Phi sẽ ráp cái nút công tắc. Nút công tắc này nó có hai cái nữa nè, hai cái nè, thấy không, một cái dư ra ngoài nè, một cái dư ra ngoài nè, được chưa, một cái thụt vô trong nè, thấy không. Rồi cái thụt vô trong này nó sẽ quay mặt xuống nè. Rồi chúng ta sẽ cầm như vậy để chúng ta để vô cái lỗ. Rồi sau khi để lỗ xong xuôi chúng ta đẩy đẩy xuống là nó nằm như vậy là hợp lý. À, nằm như vậy ha. Đó, quay ngược lại để các bạn thấy nè, thấy không. À, nè, nó nè, đây nè, ngay đây nè, thấy không. À, rồi, chúng ta xong rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục ráp tới cái phần đầu. Tới đây là xong rồi, bỏ ngang nó qua bên đi. Giờ đây là cái đầu của nó nè. À, rồi. Rồi, bây giờ anh Phi sẽ lấy một cái ti sắt hai đầu bằng phẳng nhau, nó không có đầu gù. Đó, rồi, anh Phi sẽ bỏ vào cái bánh nhỏ, được chưa. Rồi, cho anh Phi kèm nhẹ đi, kèm nhẹ đây đi ha. Anh Phi bỏ cái nút chống nhiệt vô. Rồi, rồi. Anh Phi đẩy nhẹ chút ha. Rồi, xong. Và tiếp tục tới bên này ha. À, một cái nút đồng chống nhiệt. Rồi, bỏ vô, thẳng mặn tỉ mỉ các bạn ha. Rồi, đây. Sau khi xong xuôi thì các bạn bỏ lên trên này. À, các bạn ráp, không phải chỉ có ráp thành công chạy được không, mà các bạn phải nâng cái thời gian ráp của mình lên nữa ha, hoàn thiện hàng ngày coi thời gian ráp của mình có thể nhanh hơn nhân viên của anh Phi. Từng có những người ráp chiếc xe này chỉ có 14 phút thôi các bạn ha. Rồi à, anh Phi ráp là phải nửa tiếng, vừa ráp vừa nói ha. Còn nếu mà ráp mà cắm cổ cắm đầu ráp thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà anh Phi sẽ không truyền tải được những cái thông tin cần thiết đến cho các em ha. Rồi đây, sau khi gắn vô xong nó sẽ là như vậy, được chưa. Rồi bây giờ nó sẽ có cái nắp đậy à, mình thống nhất kỹ thuật ráp là mình cầm ngay cái dành nè, cầm ngay cái dành này nè, rồi cầm ngay cái dành này à, để xuống đây nó có hai cái lỗ nè, rồi chúng ta để xuống ngay đây, rồi chúng ta kèm như vậy, rồi chúng ta dùng tay chúng ta đẩy nhẹ cái này vào, chúng ta đẩy nhẹ cái này vào ha. À, đó nghe cái cốc thấy không, cốc này là nhẹ nhàng nghe cái cốc vô ngàm, rồi nó cứng ngay nè các bạn thấy không. Và đây là cái chốt, đây có một cái chốt để chúng ta đẩy vào ha, đẩy nhẹ nhàng vào. Rồi và tất nhiên là anh Phi sẽ dùng sự hỗ trợ của cái đầu vít, anh Phi đẩy từ từ ha, đẩy từ từ, đừng có mạnh quá, xem mới nó vô chưa, đây chưa ha, nếu đã vô rồi thì chúng ta đẩy đó, thấy không. Rồi xong, sau khi ráp xong xuôi thì cái đầu nó sẽ là như vậy ha. Rồi ha, rồi xong xuôi, giờ chỉ cần bỏ cái viên pin vào đúng chiều là nó sẽ chạy thôi. Và anh Phi tự tin đến độ anh Phi không cần phải bỏ pin luôn, tại vì anh Phi đã ráp rất là nhiều rồi và anh Phi tự tin rằng là mình ráp đúng ha. Rồi đây, sau khi bỏ cái lốp xe này, cái lốp xe ha, lốp này hơi nó hơi bót chút xíu. Rồi đây, sau khi bỏ lốp xe vô xong thì nó sẽ là như vậy à, mình cho cái này bên này ha. Rồi, xong các bạn ha, hai cái lớp xe sau khi cho vô xong rồi nó sẽ là như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái đầu pin, cái ngàm pin vào ha. À, chúng ta quay cái mặt u xuống, cái mặt mương lên ha. Rồi đây, đây đẩy vô, rồi xong, bấm xuống. Rồi đã xong cái phần thân trên rồi ha, và bây giờ anh Phi sẽ ráp cái bánh con ha. Bánh con thì anh Phi quay mặt lên hết rồi nè, cho nó dễ. Anh Phi sẽ bỏ con ốc đen vào.
ốc đen vào à, nó sẽ lọt vô như vậy ha, đầu ốc nó sẽ lọt vô như vậy. Rồi xong sau đó anh Phi sẽ dùng tay để anh Phi ghềm lại để con ốc nó đừng có rớt. Và anh Phi sẽ lấy một con lông đờn anh Phi bỏ lên, thấy không, như vậy. Và anh dày đi cho nó tiện ha, đầu con cái chúng ta chèm, con trỏ chúng ta giữ như vậy. Rồi chúng ta để vào ngay cái lỗ phía dưới nè, lỗ trên lỗ dưới cũng được, nào cũng được, tùy các bạn thích cái nào bỏ vô đây đó ha. Và tất nhiên là nó có những cái tác dụng riêng của nó, nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ bỏ vào cái đã, chúng ta chơi cái đã và chúng ta sẽ chiêm nghiệm ha. Rồi đây à, nó quay nè các bạn ha. À, bánh này là cái phần bánh dưới ha, nó tiếp xúc với những cái mặt của đường đua. Và đường đua hiện nay thì một số bạn đã sở hữu trong tay rồi, và trước mắt là nó là những cái đường đua cơ bản nhất, có thể là những cái đường đua tám mảnh cong, nó ráp thành một cái đường tròn ha các bạn ha. Và cái đường tròn này khi nó chạy thì nó khó phát sinh chuyện bay cái chiếc xe này ra ngoài lắm. Nó chỉ có những cái đường mà thẳng hoặc đường gọi là đường dốc lên xuống á, nó sẽ phát sinh cái chuyện bay chiếc xe ra ngoài. Đó, cho nên là anh Phi sẽ tiếp tục làm những cái đoạn clip về cái xe tay đua Ngân Hà này, và cố gắng sắp xếp không gian để anh Phi sẽ ráp một cái đường đua lớn, và anh Phi sẽ test những cái việc chạy của xe tay đua Ngân Hà này với pin thường thì nó như thế nào, với pin sạc thì như thế nào, và nếu anh Phi lấy một cái viên pin từ trong cái chiếc máy bay điều khiển từ xa của anh Phi ra thì nó sẽ như thế nào. Cái chiếc xe mà Ngân Hà này nè, hoặc là chiếc xe mà cái dòng phiên bản vua tốc độ á, cái phiên bản dòng 2210, 2200 á, các bạn có thể là dựng đứng cái đường đua tròn lên và các bạn có thể chạy. Anh Phi đã từng làm được như vậy rồi, nhưng mà chiếc xe đó nó chạy nó rất là phá motor. Anh Phi chỉ có thể mang tính chất trình diễn cho các bạn xem thôi, chứ khuyến cáo các bạn làm là sẽ rất là mau hư và rất là mau chết cái motor. Cứ mỗi một buổi chạy hết một đợt sạc pin là nó hư một cái motor các bạn. Anh Phi từ xưa anh Phi đã làm thử rồi, và anh Phi cũng có kết hợp được với cái bo điều khiển của cái máy bay điều khiển từ xa, là không cần phải bật công tắc chỗ này nữa, công tắc luôn luôn bật lên. Và khi mà các bạn đẩy cái tay điều khiển từ xa của máy bay hoặc chiếc xe á, là nó chiếc xe nó mới chạy, từ chạy chậm cho tới chạy nhanh. Nhưng mà tốt nhất là dùng cái bo mạch của máy bay điều khiển từ xa, nó sẽ nhỏ, nó dễ bỏ vô trong này, với lại viên pin là dễ bỏ vô trong này. Còn cái bo mạch của cái chiếc xe điều khiển từ xa thì nó hơi lớn, nó khó bỏ vô trong này ha các bạn ha. Rồi, bây giờ cái phần lườn dưới đã xong rồi, và đây là những cái phụ kiện còn dư nha, hai cái nút nè, một cái ốc nè, một cái lông đờn nè, một cái ti sắt nè ha. Và chúng ta kiếm một cái hũ nào đó để chúng ta giữ lại, và anh Phi có cả một cái hộp để anh Phi giữ lại. Rồi đây là một cái nút để gài vô cũng dư nè. Rồi bây giờ anh Phi sẽ ráp nha, anh Phi sẽ ráp cái canopy này. Đây là mặt trên mặt dưới nè, và tất nhiên là anh Phi sẽ chọn cái cách cái phía bên này để anh Phi gắn cái nút ha, vẫn là quay ngược về cầm như vậy ha. Đó, nó là như vậy nè, cái mặt này quay xuống nè, rồi chúng ta đẩy vô phía bên này. Nó có hai cái nó có hai cái khe nhỏ, các bạn thấy không nè, cái khe nhỏ đây nè. Đó, chúng ta đẩy vào và lắc lắc thì chiếc xe nó, cái khe nó sẽ dính vào ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ lắp cái này vào luôn. Cái xe Ngân Hà anh Phi đang ráp trên tay đó, rất là phiên bản ngựa một sừng, phiên bản 250, mà mã chính xác của nó chính là 2506 đó các bạn ha, 2506. Ngựa một sừng nó có cái màu tím, đôi mắt nó màu xanh lá, cái sừng nó màu đỏ. Còn nó còn một cái con ngựa một sừng mà phiên bản 22 á, nhưng phải 2522 á, nó sẽ là màu xanh lá, cái sừng nó màu hồng. Cái chiếc xe đó từ từ anh ráp nha. Đó, rồi anh sẽ có những cái sự so sánh cho các bạn thấy màu sắc. Dòng 250 này á, là hộp số 3 cấp. Hộp số đây nó 3 cấp, từ cấp motor qua cái cấp chuyển rồi cho qua cái cấp trực tiếp vô bánh. Nhưng mà cái dòng 22 á, 220, cái con ngựa là một sừng, mà cái dòng 22 á thì nó lại là dòng cấp 1, một cấp một duy nhất thôi. Hai cấp chứ, từ motor nó đi thẳng qua bên bánh răng luôn, nó không qua cái bánh răng chuyển.
Rồi sau khi ráp xong nó sẽ là như vậy. Và nó còn hai cái cánh, hai cái cánh là của cái đuôi này các bạn ha. Anh bị ráp thử cho coi hai cái cánh này nó đi đâu. Đó, đây, phải, đây, đây, à, đây nè, ha, rồi, đó, nào, có hai cái cánh, ha, hôm nay chỉ có con này là có hai cái cánh thôi, hai cái cánh ở đuôi thôi, à, cái con gì đó, sói năm sắc nó cũng con này nè. Con này nè, hình như nó cũng có còn một cái đuôi phía sau nữa. Con này được hai cái đuôi. À, ha. Rồi, anh Vy sẽ lắp ráp. Hơi cứng ha các bạn ha. Cứng hơn phía bên kia. Nó hơi cứng chút xíu. Và nếu mà nó cứng như vậy các bạn cố ráp vô là nó sẽ gãy. À, chúng ta phải tìm cách từ từ nhẹ nhàng thuyết phục từ từ nữa các bạn ha. À, anh Phi sẽ dùng đồ dít nhưng mà các bạn cẩn thận nha, các bạn không khéo là các bạn chĩa vô tay các bạn á. Rồi xong ha, nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ phải có những cái đầu dít nhọn hoặc dít dẹp vậy để chúng ta dễ hỗ trợ trong vấn đề này hơn. Bây giờ anh Phi sẽ ráp lại chiếc xe này. Rồi xong, móc vô đây. Xong ở dưới này nó có hai cái lỗ tròn mà chúng ta sẽ nhả ra và để vào. Xong. Và bây giờ anh Phi sẽ gắn cái nắp này vào nữa là xong luôn ha. Đây chính là ngựa một sừng phiên bản 250. Và cái mã chính xác của nó là 2506 ha. Ngựa một sừng hả các bạn ha. Khá là đẹp á ha, khá là bắt mắt. Anh Phi sẽ đưa cận cảnh lên cho các bạn xem. Đây cũng đáng là một cái sản phẩm để các bạn sưu tập và lắp ráp. Và tất nhiên là khi lắp ráp các bạn phải chú trọng về mặt kỹ thuật, các cái mẹo. Và khi lắp ráp các bạn cũng phải chú trọng thêm cái phần thời gian. Và chúng ta phải ráp càng nhanh càng tốt. Đúng là như vậy, cứ mỗi một việc các bạn làm càng về sau, càng về lâu thì nó sẽ càng hoàn thiện. Và phải thời gian phải là tốt hơn, chất lượng phải là tốt hơn. Và kỹ thuật phải là tốt hơn à, chúng ta phải hoàn thiện hàng ngày như vậy để tập cho mình một cái tính đó là hoàn thiện bản thân mình hàng ngày. Và khi đó là ở cái tuổi nhỏ như vậy và từ từ các bạn lớn lên các bạn sẽ hoàn thiện bản thân hơn ha các bạn ha. Và cái sản phẩm ngựa một sừng của chúng ta tới đây là anh Phi sẽ chấm dứt. Và anh Phi sẽ đi qua cái clip thứ hai là cái sản phẩm dơi cánh đen ha các bạn ha. Và tất nhiên là rắn hào quang cũng sẽ được, hào quang cũng sẽ được lắp ráp. Nhưng mà do rắn hào quang anh Phi đã làm clip trước đó rồi, cho nên bây giờ anh Phi sẽ để anh Phi làm cuối cùng trong cái chuỗi series về xe tay đua ngân hà 250, từ 2500 cho tới 2509 ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp sẽ lắp ráp về dời cánh đen các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.